một dòng xe mà hiện tại đang ngưng sản xuất và không thể nhập được hàng về đó. Và hiện tại thì hàng nó rất là hiếm nha mọi người, và giá cũng rất là ưu đãi tại cửa hàng xe máy An Thành Phát ngày hôm nay khi có liên hệ lịch trước với em Mai nha mọi người. Cái mẫu xe này là một cái mẫu xe gọi là mẫu xe đầu châu các bạn. Thật sự là cái mẫu xe này và cái mẫu xe Bandit thì cái thiết kế của nó hàm hố, nó vạm vỡ, và những cái đầu xe nó thiết kế cũng rất là như nhau. Và nhưng mà thật sự là cái giá xe này và giá xe Bandit nó sẽ khác nhau nha các bạn, mặc dù là thiết kế nó gần như nhau thôi. Và hiện tại thì cái mẫu xe này là GSXS đó. Nếu mọi người đã chán cái bản R thôi, có thể tham khảo sang cái mẫu GSXS này nha các bạn. Giá bán hiện tại của dòng xe này là 44 triệu đồng thì giá này em Mai đã bao VAT nha. Và nếu như các bạn mua gấp thì thủ tục chỉ cần có này, căn cước công dân gắn chip và đủ 18 tuổi giúp em Mai nhá. Đủ 18 tuổi đây là đủ ngày đủ tháng nha các bạn. Và hiện tại thì em hỗ trợ trả trước cho dòng xe này chỉ từ 3 đến 4 triệu đồng trở lên là có thể lắp xe về. Một cái màu đen gọi là đen huyền bí nha mọi người. Đó, nhìn cái mẫu xe nó rất là đẹp nha. Thiết kế ôm bình xăng. Cái mẫu này đi phượt là ok line nha các bạn. Và nếu như hiện tại thì em còn một cái màu nữa, đó là màu xám tím nha mọi người. Đó, một cái màu nữa là màu xám tím ở đây nhá. Nếu các bạn không thích mẫu đen huyền bí như thế này thì có thể có thể tham khảo sang cái mẫu xám tím của nhà em nhá. Và hiện tại thì cửa hàng em Mai có thu xe cũ đổi xe mới, có hỗ trợ ship xe toàn quốc đến 63 tỉnh thành luôn. Và khi mà có liên hệ lịch trước với em Mai thông qua cửa hàng sẽ được hỗ trợ từ 500 đến 1 triệu tiền xăng xe lại. Ngoài ra sẽ được giảm 50% chi phí khi mà có lắp đặt phụ kiện đi kèm nha. Và số hotline Zalo của em Mai là 0325333789. Và nếu đang có nhu cầu mua xe và muốn tư vấn xe thì cứ inbox hoặc là gọi trực tiếp qua em Mai để Mai tư vấn và em Mai đặt lịch hẹn cho các bạn nha. Và nếu một người đang yêu thích em Mai thì hãy cho em Mai xin một like, một subscribe trong video ngày hôm nay nha. Xin chào.